cố gắng lên. Cay quá các bạn ạ. Cay không anh trai? Cay. Mình phải ăn nhanh không có mì nó nở đây. Tràn thâu các bạn ạ. Rồi, mì nó trương mà các bạn ơi. Cố lên. Xin chào bạn đang mình là Hưng đây. Xin chào các bạn. Yeah, ngày mới chúc cả mọi người vui vẻ nha. Đấy thì các bạn ơi, hôm nay mình chuẩn bị 90 gói mì tôm Hảo Hảo bạn nhá. Bên này là 30 gói này. Chỗ này là 30 gói bạn nhá. Và bên này là 30 gói, tổng là 90 gói các bạn ạ. Hình như chưa đó anh nhỉ. Rồi, thì hôm nay mình sẽ thử thách người chơi chúng ta ăn 30 gói à, ăn 90 gói mì tôm Hảo Hảo sốt cay Sam Giang bạn nhá. Hình thức chơi thì chúng ta sẽ bốc thăm. Đấy, bốc vào Sam Giang này thì chúng ta sẽ phải đổ cá lọ này vào cái thau mì Hảo Hảo của mình, hiểu chưa? Hiểu rồi. Đấy. Con này có 3 Sam Giang x1 x2 x3 các bạn ạ. Đó. Thì phần thưởng mình trao người thắng cuộc sẽ là 500 đô bạn nhá. Chắc ăn no rồi không có phạt không có vàng ạ. Chắc đấy, ăn no là mình không phạt, không phạt. Phạt thì chắc chắn là hôm nay là mình sẽ không phạt bạn nhá. Đấy. Mà phần thưởng thì hôm nay là tăng lên là 500 đô, hiểu chưa? Nhiều đấy, phải cố gắng thôi. Thì các bạn ơi, các bạn thấy video này hay nhớ like và chia sẻ của mình các bạn nhá. Còn bây giờ là chúng ta sẽ bóc mì ra thau, sau đó là chúng ta đổ nước lên, sau đó là bốc thăm Sam Giang đổ vào thau mì đấy của mình. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Đấy, các bạn thấy video hay nhớ like chia sẻ của mình nhá. Còn bây giờ người chơi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Let's go. Rồi, bây giờ người chơi ta bóc mì tôm ra đi. Ok. Đấy. Bóc 30 gói nhá. Mình phải đứng dậy bóc các bạn. Đúng rồi, đứng dậy bóc đi. Khó lắm. Bột canh cho sau. Bây giờ bóc mì trước. Mì trước. Một đấy. Gói. 30 gói, mỗi người 30 gói nhá. Mỗi người 30 gói. 2 gói. Các bạn thấy video này hay nhớ like chia sẻ của mình các bạn nhé. 3 cố lên. 3 cứ bóc ra mỗi người 30 gói các bạn ạ. 30 gói nhiều lắm các bạn. Nhiều. Hôm nay mình dùng bằng thau. Các bạn ơi, ai là người ăn còn ít nhất sẽ là người chiến thắng các bạn nhé. Ăn hết có được thắng của anh. 3 người mà ăn hết thì chắc chắn là sẽ được phần thưởng của mình rồi. Mỗi người 500 đô. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Đấy. Mình bốc còn người cưới nữa. Mình quay cuối cùng các bạn. Còn với cuối cùng. Đấy. Nhiều lắm các bạn ạ. Nhiều nhau hết các bạn nhá. Nhiều thật. Một cháo các bạn. Rồi, đổ bao nhiêu mì thì ăn mặn nhạt như nào thì đổ một canh theo ý của mình nhá. Đúng ra vị luôn các bạn ạ. Sau đó là đổ nước vào. Ok. Đấy. Đấy, có bột canh vào bạn ạ. Yeah. 30 gói bột canh các bạn ạ. Nhiều lắm các bạn ạ. Đây, quần này. Đấy. Rồi, tại múc nước đổ vào cho các bạn đi. Ok. Đi ra mở đi. Múc nước lên bạn ơi. Mình bỏ ăn múc ra ngoài đi. Mình lấy muôi trước các bạn ạ. Mình với bạn cả cái muôi khổng lồ luôn các bạn nhá. Ăn ra muôi khổng lồ. Ngon đấy. Đấy. Cho quân trước đi. Cho quân trước. Ba ơi, không bỏng hết ba ạ. Rồi lại sang bách đi. Cứ chia đều dần dần. Có đủ nước không? Đủ. Đủ, nhiều lắm. Đấy, các bạn ơi, rất tốn nước các bạn nhá. Đủ lắm các bạn ạ. Cho đỡ mì nó nở ra thì tràn thau. Rồi, sang lại tiếp. Đấy, của bọn ta. Yeah. Một thau các bạn. Một thau đầy các bạn ạ. Rồi cân lên. Mình cân trước các bạn ơi. Rồi bắt cân lên. Đều nhau hết các bạn ạ. Rồi bỏ tay ra, bỏ tay ra. 11 cân các bạn này. 11 cân. Rồi bân. Cũng què giống rồi. Cũng 11 cân luôn các bạn này. Còn nhau hết rồi. Rồi. Đấy đánh chặt. Cân lên. Chắc mình cũng 11 cân các bạn ạ. Ui, đúng 11 cân luôn, chuẩn đen. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bóc thăm Sam Giang nha, hiểu chưa? Wow. Rồi. Cân xuống ngoài dọc, cân dọc lên chút các bạn. Rồi, tao trộn vào. Bốc phải x3, gói người ẳng đấy các bạn nhá. Không biết là gì đây, gì đây. Sam Giang x3 các bạn ơi. X3. Rồi, đây, quân x3 của quân. Đứng x2 các bạn ơi. Rồi. Bật đôi bật mày đi. Có mình x1 các bạn ạ. Rồi. Em xin. Đổ vào đi. Lắm tháo lắp đen ra, đổ hạt cá vào, rồi lấy muôi khuấy lên nhá. Đây, wow. Các bạn nhìn mình đổ. Yeah.
Dưới đỏ bay cao. Vàng ngào luôn. Xanh chín rồi đấy em ạ. Rồi. Không nào à. Vàng ngào luôn các bạn ạ. Cay lắm các bạn ơi. Lấy muối ấy, lấy muối khoáng các bạn ơi. Đã ấy gặp nóng bốc hơi lên cay thật các bạn. Đấy, đỏ ngầu các bạn nhá. Đỏ ngầu luôn. Muối cũng có ngầu luôn. Thêm nước à. Đỏ ngầu luôn nước đỏ ứng rồi các bạn ơi, đỏ ngầu luôn này các bạn này. Rồi chắc chưa? Chắn của một con cay nhất rồi, sặc hết hết lên mũi rồi các bạn ạ. Chạy gặp lòng bốc mình chặt lấy lên mũi các bạn. Rồi sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mình mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá. Đấy mỗi người 11 cân cay nào nhỉ? Ai cay ai cay không? Ai ăn còn ít nhất sẽ là người chiến thắng. Bỏng ấy. Cố lên. Cảm giác thế nào? Cay lắm các bạn ạ. Có cay không? Cay. Có cay. Sẵn sàng lên não luôn nha các bạn ạ. Rồi cố lên. Nhưng mà mình may mình không vào X3 các bạn ạ. Mình vào X2 vẫn may hơn X3 các bạn. Còn mình là cay nhất nha các bạn nhá. Rồi cố lên. Đấy. Đây là thau mì. Quân ăn thau mì nào to này chứ, là nào ăn mì nhiều này chứ. Chưa các bạn ạ. Bách em ăn rồi ấy ạ. Đây thau mì đã to rồi, cay các bạn ạ. Cố lên. Có ai chịu thua chưa? Chưa. Rồi mới ăn thua rồi anh. Cố lên. Đấy Quân cảm thấy nào? Đã các bạn ạ, 31 rồi bánh trưng rồi, mình cho ăn được bánh thau mì nào to như thế này. Rồi cố lên. Đấy nhìn người chơi ta ăn thèm phết các bạn nhỉ. Nó cay nó nóng các bạn ạ. Rồi cố lên. Người gấp vào đây ăn cho nhanh muộn các bạn. Đấy nhìn người chơi ăn thèm phết các bạn nhỉ. Mình phải gấp em muối ăn cho các bạn. Có cay không? Có lắm các bạn. Bình thường anh ơi. Cố lên. Đấy nhìn người chơi ăn thèm quá các bạn ạ. Rồi. Úi giời. Dạ cay gặp nóng càng cay các bạn. Nóng đã hết mồ hôi các bạn nhá. Nóng thật luôn các bạn ạ. Rồi ăn mì Sam Giang nó cay rồi các bạn ạ. Đấy đây là thử thách ăn mì Hảo Hảo sốt cay Sam Giang các bạn nhá. Đấy nhìn người chơi ăn thèm quá các bạn ơi. Cố lên. Đấy các bạn cố lên. Cố giành chiến thắng. Mình giống như là giành chiến thắng các bạn. Đấy lúc mình đó mì giống nguội. Nhưng đổi ra nhiều lắm các bạn. Rồi cố lên. Càng ăn nó càng trương lên các bạn nhỉ. Càng ăn nó càng cay các bạn. Càng ăn càng trương nhiều hơn các bạn. Thắng ăn các bạn nhá. Rồi cố lên. Đấy nhìn Quân ăn thèm phết các bạn nhỉ. Nhanh lên. Cố gắng lên. Cay quá các bạn ạ. Cay không lên cay. Cay. Mình phải ăn nhanh không có mì nó nở đây. Tràn thâu các bạn ạ. Rồi mì nó trương rồi các bạn ơi. Cố lên. Đấy nhìn thau mì của Quân cảm giác nó vẫn thế các bạn nhỉ. Nhiều lắm các bạn. Rồi cố lên. Đấy, nhìn người chơi người ta ăn thèm quá các bạn ạ. Bỏng không? Bỏng anh ơi. Rồi Bách cố lên. Vừa nóng vừa cay này không lát nữa không biết cơm mồm cây không các bạn ạ. Mới mình anh kiểu bằng tao rồi các bạn ạ. Rồi cố lên. Đấy. Ừ cả quá. Bữa hơi ốc của các bạn ạ. Tham gia của mình là cay nhất nha các bạn nhá. Rồi X3 giả cay. X3 cay cay thật. Cái đội Facebook dành nhau với người khác này. Là nữa chắc ông mô. Dành cho dòng Facebook. Ở đây gói mà. Rồi cố lên. Đấy các bạn ơi, người chơi chúng ta ăn rất là khỏe bạn nhá. Đấy nhưng mà chưa đầy vãn các bạn ạ. Nó cứ nở lên các bạn ạ. Đấy nó lở lên, càng ăn nó càng lở bạn nhá. Cố lên. Bách cố lên. Vậy cố lên. Cay quá mà. Cay hơn.
Rồi. Cái hương của ớt. Ớt gọi một cú. Nó bớt hết lên đầu các bạn ạ. Cay hồng lên mũi không nhá các bạn nhá. Cay lắm các bạn. Rồi cố lên. Con chịu thua chưa? Chưa các bạn ơi. Mình gấp thêm các bạn. Rồi nhanh muội. Đấy. Cố lên. Đấy, vừa ăn vừa thổi phong phu. Nhìn bách. Nó bỏng các bạn ạ. Tam giang nữa lại càng bỏng. Cây dùng mình rồi các bạn. Ủa bạn ăn vừa đó. Rồi nhanh lên, cố gắng lên. Đấy, vãn rồi đấy các bạn ạ. Càng lắm các bạn, mình vẫn phải cố gắng nha các bạn nhá. Cố gắng có mà cố muốn. Ít ba không chạy nhanh phóng hết cả mồm các bạn. Rồi cố lên. Đấy, bách ăn cả thế nào rồi? Dưới bao gì anh ạ? Mới rồi thì cái cay thôi anh ạ. Cay vừa nóng các bạn. Ui cầm mãi mỏi cay các bạn. Cố lên. Ý, nhìn vậy ăn thèm đấy các bạn nhỉ. Gì bạn đây anh đẳng cấp đấy. Rồi cố lên. Được quả rõ đây. Cay lắm nhưng mà mình vẫn phải ăn nhá, ngon lắm. Cay nhưng mà ngon các bạn ạ. Cay bánh trắng tính ngon như nào có lọ. Rồi bà mốt nồi bánh trưng hôm nay mới được ăn nồi mì to thế này. Thế hả? Cố lên. Mập đây. Có bạn cay không? Của tớ cay. Cay mà cay nhẹ. Có bạn cay nhẹ không? Nhất, các bạn nhá. Chả biết cay nhẹ như nào nhưng mà cay hơn ớt. Rồi cố lên. Cay hơn cả ớt nữa. Vậy rồi. Mù mắt rồi các bạn ơi. Rồi đọc có thổi lên nó phù với mắt các bạn ạ. Nó mù mắt rồi các bạn. Các bạn nhá. Ăn no chưa? Chưa. Đấy. Cũng vãn đấy các bạn nhỉ. Cũng vãn. Đấy. Quân ăn khỏe phết các bạn nhỉ. Mình phải cố gắng nhá các bạn nhá. Rồi. Cố lên. Bỏng dã man. Đấy, nhìn Quân ăn rất là thèm bạn nhỉ. Bách cố lên. Ghê, Bách ăn nhanh ghê. Bạn đây. Ờ anh có một bạn đâu. Bại rồi à, anh nhanh bạn ạ. Mì tôm là sở trường của bạn à? Không. Nếu mà hôm nay người chơi đã ăn hết chỗ này là cũng khỏe đấy các bạn nhỉ. Gì? Chính cả nước bây giờ 11 cân thôi các bạn ạ. Rồng nhau hết. Nếu mà không tính nước gọi lắm. Chọc mì không chính à. Kiểu gì ăn được. 9 cân rưỡi căng. Cầm một mì các bạn. Rồi cố lên. Quân no chưa? Chưa bọc các bạn không? Rồi. Cố lên. Mình múc thêm các bạn nhá. Ui. Múc nhanh cho nó muội các bạn. Cố lên. Không bỏng lắm. Đúng kiểu vừa thổi vừa ăn. Rồi. Thì chả vừa thổi vừa ăn bỏng ngay bạn anh làm chuẩn hết mồm. Cày quá các bạn. Nóng hết người rồi. Thử hết lên mũi rồi các bạn nhá. Cố lên. Đấy, mì tôm Hảo Hảo ăn nó ngon mà các bạn nhờ. Mì tôm Hảo Hảo ăn ngon. Vô ngoài chắc là 5.000 một gói rồi các bạn ạ. Không, 3.000 như mấy. 3.000 rưỡi. Cố lên. Đấy, Quân cũng vãn phết rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn. Mình là cân nhắc nhá. Thực hết năm đầu luôn. Rồi, cố lên. Tại sao đấy? Em cay anh ạ. Ăn nóng nó cay. Các bạn, hình như bọn Quân có biết cay nhau các bạn. Mình phải cố gắng bạn ạ. Bút hơi đắp rồi. Đấy, nhìn người chơi ta ăn khỏe phết các bạn nhỉ.
ăn San Giang nó cay các bạn ạ. Ăn mỡ luôn. Cố các bạn nha, cố chơi các bạn. Cố nhanh, 500 đô các bạn. Rồi. Rồi. Có ai chịu đua chưa? Chưa anh ơi. Chưa. Bóng quá. Cố lên. Cải chơi hơn nữa rồi các bạn. Đấy các bạn ơi, nếu mà không ăn được thì chịu thua các bạn nhá. Cố lên. Vãn rồi các bạn ạ. Vãn rồi các bạn ạ. Đấy cố lên. Anh nước quá cái mắt. Lại mù mắt rồi đó ạ. Rồi. Đấy. Ba người ba thau mì các bạn ạ. Ăn vãn rồi. Trời quá. Cố lên. Rồi người gấp ra. Ăn không bị bỏng. Rồi. Ăn mì phải phải à, à phải 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 thổi các bạn ạ. Nó nóng còn thổi luôn. Nóng quá. Vừa nóng lại còn vừa cay nữa nha các bạn nhá. Cố lên. Đấy. Đây các bạn nhìn này, quân các bạn này. Không hết nữa rồi. Hết hết một hồi rồi nhá các bạn nhá. Cố lên. Bạn. Đấy. Cái nhà ấm nước các bạn. Cảm ơn lắm. Cố lên. Uống nước càng cay các bạn. Yeah. Nói chung là cái mì này nó ngấm hết vào nước, nó ngấm hết vào mì các bạn ạ. Yeah. Ngấm hết vào nước các bạn. Uống nước càng càng cay hơn các bạn. Rồi. Nhưng mà thôi, cuộc chiến này vừa ăn mì vừa ăn nước các bạn. Ăn cay tới hết đầu lưỡi các bạn ạ. Có anh ơi, có chịu các bạn. Rồi, cố lên. Đấy. Ăn giờ này thế nào rồi? Vừa bỏng vừa cay ạ. Lo chưa? Chưa còn gì anh ạ. Chưa còn gì, vẫn là chưa lo anh ạ, nhưng mà cay thôi. Cố lên. Vẫn chưa cái vị ngán đâu. Ừ. Ấy ấy. Đây các bạn nhìn quân này. Cay. Cay hết đầu nữa rồi. Quân chịu thua chưa? Chưa các bạn, các bạn ạ. Đấy không ăn được chịu thua nhá. Quân nghỉ ấy. Bạn nghỉ ấy. X3 mà cũng lì phết nhỉ. Chẳng nhớ phải. Chẳng nhớ là về đấy. Em X7 cho bọn cũng ăn nhờ. Các bạn. Rồi cố lên. Đấy không ăn chịu thua nhá. Đấy nhiều người chơi ra ăn mình rất là thèm các bạn ạ. Của mình vãn phết rồi các bạn. Ăn mì từ này về chắc là sợ ăn mì luôn. Cả lâm luôn. Lần trước mình đã ăn rồi các bạn ạ. Về mình sợ luôn. Mình sợ mất nửa lâm các bạn ạ. Rồi cố lên. Đấy. Rất là thèm bạn nhỉ. Wow. Bạn ăn khỏe phết. Cố lên. Đây các bạn này. Con sao đây? Cay lắm các bạn, cay hết cả ngưỡng luôn. Rồi cố lên. Đấy người chơi ta ăn vã rồi đấy các bạn ạ. Đã chịu thua chưa? Em chưa. X1, X2, à X2, X3 còn chưa ra, em ra sao được. Cố lên. Cay thế. Mất hơi ra rồi nha các bạn nhá.
bạch tỏ như chó luôn các bạn. Bạn này nhập bảo mình thấy như chó bạn này. Anh nhắn đi chứ chút đi. Rồi ra lên. Bạn bảo mình thấy chó mà bạn anh như lợn nhỉ. Đấy, ăn giờ này thế nào rồi? Lo chưa? Chứ còn gì anh ấy? Làm gì có chuyện chưa còn gì, ăn giờ này còn chưa còn gì. Rồi ăn thế nào rồi? Bắt đầu hơi ngắn ngắn anh ạ. Quân đi sao? Thôi đi. Cũng ngon ngon nhưng mà vẫn phải cố nhá các bạn nhá. Thôi đi. Chưa thu được. Ờ. Mì bắt đầu nó vừa vỡ rồi các bạn. Không phải là vỡ, mà là nó lở. Rồi, nó lở hơn rồi. Cố lên. Đấy, Quân còn rất là nhiều bạn này. Các bạn nhìn chưa? Quân nhiều phết các bạn ạ. Cái bạn chạy nhá, ăn kiêng qua không chạy mình ơi. Cố lên. Bạn thích đấy. Bạn anh nhảy nói kiêng vào chạy mình ơi. Ai bắt bạn không ăn tay phải đi. Đỡ không ai tay phải bạn ạ. Cố lên. Ý nhất đỡ thì chuyển tay phát. Ăn con cao gõ hết mà luôn. Cố lên. Đúng lắm à. Rồi các bạn ơi, ăn mì này phải chơi thiệt khổng lồ các bạn ạ. Thế thì mới ngầu các bạn nhá. Giờ con là mèo ăn nhanh thế các bạn ạ. Giờ con vừa ăn được thổi ra còn ngứa ra rồi không mì các bạn nhá. Cố lên. Nhưng mà mới chạy không được rất khổng lồ các bạn. Đấy các bạn ơi, nhìn người chơi người ta ăn thèm quá các bạn ạ. Có ai chịu đua chưa? Chưa. Kinh nhỉ. Bây giờ mới ngán thôi nhưng tôi thua được. Rồi. Cái này hôm nước các bạn. Ngon chưa? Mình cũng phải là hôm nước thôi các bạn nhá. Đấy. Ngon chưa? Ngon. Tôi thật. Rồi, cố lên. Đỡ khát nước mà đã hút nước bùa quá. Rồi, cố lên. Đấy, Quân còn nhiều nhất các bạn nhỉ. Cải quá. Cày anh chậm đúng rồi các bạn. Anh phải ăn nhanh lên. Cay anh dập gầm bị cay các bạn nhá. Phải anh giúp độ. Ơi, hơi chị Huế á. Cay ăn nhanh còn buồn ngủ các bạn. Rồi. Các bạn ơi, người chơi ta ăn như này là cố gắng phết rồi đấy các bạn ạ. Không phải dạng vừa đâu. Nóng hết mặt rồi các bạn. Mình đỏ hết mặt rồi nha các bạn nhá. Cố lên. Quay. Đấy. Quần thì cứ vớt ra thìa thôi các bạn ạ. Bỏng quá. Bỏng quá để cho nguội các bạn ạ. Rồi, cố lên. Cố lên. Cầm mãi mì mãi cây các bạn. Mình đổi chay các bạn. Mỏi lắm. Rồi thì ở khổng lồ nó là hơi lặng các bạn này. Lặng thật. Trái đi không cậu dí nước nữa càng lặng. Cố lên. Tôi ăn giờ này nào rồi. Em mới bắt đầu nó no anh ạ. Rồi. Bắt đầu nó lo rồi. Ăn hết nửa thong mì rồi các bạn. Rồi. Mình cũng cần no. Đùa đâu các bạn ạ. Đừng đùa, đợi tần tật các bạn nhá. Rồi. Lành đặt thế này bảo tần tật. Cố lên. Lại thằng đau quất dùng cung quần khỏe các bạn. Đấy, hôm nay Bách ở giữa ăn khỏe phết nhờ. Cố lên. Gì? Bách gây hôi à? Không có gì. Đấy, còn nhiều phết các bạn nhỉ. Bạn chẳng biết gì, bạn cười. Quân chịu đua chưa? Chưa các bạn ơi. Kéo để phun được mũi. Còn lâu nhá. Đấy, vừa cay vừa lo. Mình chắc chắn là người chơi ăn lo rồi. Thôi, bậm quân này.
Trời ơi, bạn nhiều bạn thua gì đấy. Quá hơi mập rồi các bạn. Cố lên. Đấy. Cố lên. Bạn có giống ở trong mồi cho hoàng. Đấy. Tê hết môi rồi các bạn. Rồi. Chắc chắn là cay và tê rồi. San Giang nó không phải dạng vừa đâu các bạn ạ. Cố lên. Đế phùng quay mồm các bạn. Đế từ lưỡi. Lưỡi dịch dịch. Rồi. Bậc Quân chắc nào nhận. Xem là ít bài quay chạy não các bạn. Quân Quân mồm thì đấy là cứ kiểu phùng cái mồm các bạn. Chưa thấy là thảnh thảnh chơi như bách được kìa. Còn mình là cay nhất nhé. Rồi, bây giờ mình thấy cay à? Cay rồi, mình bắt đầu thôi các bạn ạ. Rồi. Cố lên. Mặt mình đỏ lư luôn. Cố lên. Mặt dậy, ghê thôi, cũng chặt. Quá chịu thua chưa? Chưa. Đấy, hôm nay ai là người ăn nhiều nhất sẽ là người chiến thắng bạn nhá. Đấy. Cố lên. Cố lên. Quân không ăn thì chịu thua nha. Bạn cái này. Bạn không ăn cho bạn thua gì nữa. Ý đau của bạn không hết được đâu. Đấy. Nói chung là Quân còn nhiều này. Bách thì còn cũng nhiều này. Tuệ cũng nhiều các bạn ạ. Nói chung là cái mì này ăn được thì sao nó lại trương lên các bạn nhé. Còn anh còn trương lên. Đúng rồi các bạn. Rồi. Cố lên. Đấy. Ai không ăn được thì chịu thua nhá. Bây giờ các bạn nhỉ. Đang ăn cay uống nước rồi hết cay anh cầm mạnh các bạn. Nhưng mà lại không uống nước chán rồi. Cảnh lắm các bạn. Quân cứ hờ. Hờ. Hờ là như nào. Cay cảnh lắm các bạn à. Rồi cố lên. Không chịu được thì ra đi anh ạ. Cố lên. Gửi anh như lợn quý. Ý anh như lợn à. Rồi. Còn một con dày dày như chuột các bạn. Bạn khỏe thật đấy. Cố lên. Đấy nhìn người chơi ta ăn kinh khủng thật đấy các bạn nhỉ. Cố lên. Quân sao? Mà mình đoán như là ông thay rộng hơn các bạn nhá. Chịu thua chưa? Đấy, cái bạn tại nhá. Nhưng đâu kiếm với mình ơi. Nào, ăn để phun lên đây. Bạn đấu kiếm à? Rồi, nhanh lên đi. Người chơi ăn giờ này thế nào rồi? Cũng đường lớn rồi anh nhờ. Cay kề hết đầu lưỡi. Còn ăn thế nào? Cũng vừa cay nó còn vừa loa nữa. Rồi, tại đi sao? Em tê hết đầu lưỡi anh ạ. Rồi, nhanh lên. Cố lên. Không ăn nhanh thì nó mì ấy lại nở lên. Rón rón. Rồi. Chớ rồi, Quân chớ rồi. Được rồi. Quân ra đây đi. Ngồi đây. Được bằng Quân mà phun như mưa. Cảm giác thế nào? Nó cay mà nó sầu lên mũi các bạn ạ. Mình mày mũi con chui qua mũi rồi. Thôi đi. Mình chảy hết nước mắt rồi nha các bạn. Mình chịu thua. Rồi thế cân lên. Đấy. Khóc rồi, khóc rồi. Bách với Tuệ ăn tiếp đi. Tiếp tục. Rồi bỏ bỏ ấy nha. Cái ăn là mấn cân. Ui giời ơi. 11 cân mà ăn còn 6 cân. Còn 6 cân thì ăn được 5 cân.
Rồi qua ăn được 5 cân. Hiếu khỏe đấy các khỏe bạn. Khỏe đấy các bạn nhỉ. Hiếu khỏe rồi. Rồi Bách với Tuệ. Đấy giờ còn Bách với Tuệ thôi. Chắc chắn là Quân không thể thắng được rồi. Suốt rồi đúng không? Cố lên. Để xem mình có đọc cái dục cũng không các bạn. Ăn bì tầm này ngán lắm rồi các bạn. Thôi đấy. Anh Hưng ơi. Ơi. Em không ăn được nữa anh ạ. Rồi. Cân lên. Cân lên. Đấy. Tại bỏ mua đũa ra. Bỏ vài giống nhẹ đấy. 11 cân. Từ từ đừng đọng vào. Bỏ vài nhẹ thôi. Từ 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 từ. 11 cân mà ăn còn 3 cân rưỡi bạn này. Còn 3 cân rưỡi không hả anh? Còn 3 cân rưỡi. Rồi. Thế là còn 6 cân rưỡi. Tôi ăn được 7 cân. 7 cân. 6 cân rưỡi. 6 cân rưỡi. Ở đâu 11 cân mà. Thì chả là ăn được 7 cân. Ăn được 7 cân. 7 cân rưỡi. 7 cân rưỡi. Ăn được 7 cân rưỡi. Rồi còn Bách thôi. Thế là đẳng cấp rồi các bạn ạ. Bách có đi tiếp không? Mày em chưa biết rồi ạ. Rồi thế Bách vẫn cố bạn nhé. Cái nhé. Tôi ăn được 7 cân rưỡi. Quân ăn được mấy cân nhỉ? 5 cân. Quân ăn được 5 cân. Còn mỗi một mình nữa. Rồi nhanh lên. Cố đi. Ý, trong cái điệu này sắp ra các bạn. Nhỏ lắm rồi các bạn. Rồi. Thôi. Mình cũng chừng thua luôn các bạn. Rồi thế đặt lên đây. Không phải là thua mà là dừng thôi. Thế nào? Mình nhìn cũng nhẹ lắm các bạn. Thôi được rồi, còn 4 cân bạn này. Thế này Tuệ chiến thắng các bạn ạ. Nói chung là Tuệ đã ăn được nói chung là Bách cho Tuệ là 19-10, Quân vào đi. Đấy. Thế là Tuệ ăn được 7 cân rưỡi. 7 cân rưỡi. Bách ăn được 7 cân. Mình ăn thiếu nhất các bạn nhé. Đấy, thì Bách đánh cái anh ấy. Bách mà cố thêm một tí nữa thì là thắng đấy các bạn nhỉ. Rồi thế này Tuệ là người chiến thắng các bạn nhá. Yes.